Lô, ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khả nào mày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với cái công cuộc tranh giành top cá nhân và băng hội tháng 9 nha nào mày. Ở khu vực này thì anh em cùng xem sơ qua ở top băng hội thì băng H chắc chắn top 1 nào mày, với 479 vật phẩm, 479.000 vật phẩm. Băng Thiên thì 220k, băng Ít thì 138, băng Anh thì 70. Chung là 4 băng này sẽ được tới từ top 1 đến top 4 nha nào mày. H top 1, Thiên top 2, Y top 3 và Anh top 4 nha nào. Chúng ta cùng trở lại với khu vực cá nhân. Ở khu vực cá nhân thì chúng ta thấy là chỉ còn khoảng tầm 5 phút cuối cùng thôi. Gà con đang có cho mình là 302k. Và All In đang có cho mình 279k. Chúng ta cùng chờ đợi liệu xem hai cầu thủ này ai sẽ giành vị trí top 1 để dành cho mình một cây vũ khí trị giá 35 củ Việt Nam đồng đây. Tối nay chắc là một ngày khá là căng thẳng giữa hai cầu thủ này nè mà. Rất khó nè mà. H chắc chắn sẽ có một cây vũ khí ở khu vực top băng hội rồi. Còn vẫn là cá nhân nữa thôi nè mà. Băng hội thì H chắc chắn có một cây vũ khí rồi. Ta chờ đợi cá nhân thôi. Vẫn chưa có sự thay đổi nữa mà. Trong thời gian này chúng ta cùng chờ đợi ra bên ngoài xem thử phần thưởng như thế nào. Bên em cùng xem show qua nha. Hãy lên website nè. Tháng này có gì khác nhau không? Đùa tốt mà tháng này khác nhau không? Khống nghiệm băng hội tháng 9 đây. Đây nè mời. Anh em nhìn sơ qua coi có gì thay đổi không? Phần thưởng khống nghiệm băng hội. Đây là mấy chủ thiên hạ tung vùng. Mấy chủ mới nhất S11. Bỏ qua đây. Đại danh kỳ sử đây. Đại danh kỳ sử thì top 1 sẽ vẫn là một trang bị Hồng Kim Môn Phái tự chọn thuộc tính Max Option. Được chọn tất cả loại Hồng Kim Môn Phái trừ trang bị hạn chế thời gian, là chúng ta có thể chọn được cây vũ khí Max Option nha nè. Không nhận được trang bị hạn chế thời gian nha. Thứ hai đó là một Bảo Rùa Hồng Kim Môn Phái loại 2. Cái này thì không ít ai nhận đâu, mà cái này đa số top 4, top 5 lần nè. Top 5 mới nhận luôn. Thứ ba đó là Phi Phong Giáng Sơ Bào. Cái thứ tư đó là Bộ Bí Tịch Mật Tịch. Bộ Bí Tịch Mật Tịch này thường thường là top 2 sẽ nhận đây mà, top 2 sẽ nhận. Rồi top 3 sẽ nhận là Ấn Tín. Top 3 sẽ nhận là Ấn Tín. À, thường thường top 4 sẽ là Phi Phong. Đó. Top 5 sẽ là Sét Đăng Băng Hồng Mỹ. Đa số như vậy. Rồi còn lại là bộ trang bị Định Quốc, bộ này rẻ lắm mà, bộ này khá rẻ luôn, trong không ai lấy nè. Một cực phẩm Quốc tự chọn, cái này cũng rẻ. Cực phẩm Nhu Tình tự chọn thì áo Nhu Tình thì trung bình còn hơn 1 triệu nữa mà. Còn cái Định Quốc này cũng không ai nhận nè. Được top 6, top 7 chứ áo Nhu Tình. Hoặc là trang bị Đồng Sát. Hoặc là một con Bông Tiêu. Bông Tiêu ngựa đã phát sáng luôn nha mọi người. Này đã phát sáng luôn mọi. Ở phát sáng con ngựa này chắc top 4 cũng có thể nhận được con ngựa phát sáng rồi mà. Quá dữ luôn. Người phát sáng top 4 luôn. Thuộc tính 500 máu. Không có bảo hộ, có các tên. Quá ngon. Thì dần bỏ. Nói chung là con ngựa này cũng ngon ấy. Con ngựa này top tính ra top 4, top 5 cũng tương đối đẹp nè mà. 4, top 5 thì con ngựa này cũng ngang cửa cái dáng xe bào phôi. Cũng tầm 4 triệu. Ok. Rồi. Cũng sau khi đi sơ qua cái top băng hội cũng như là cá nhân của mấy chủ đại danh kịch sử rồi. Thì chúng ta cùng đợi xem. Ở cá nhân thì phải trên 20k thiệp thì mới được tính nha nè. Ở cá nhân phải trên 20k thiệp nha nè. Cá nhân thì phải đạt mốc 20k thiệp mới xét được phần thưởng nha nè. Hiện tại trước mắt chúng ta thấy thì chỉ có mới hai cầu thủ tranh giành và đạt top thôi. Vòng sáng này, cá nhân thì được vòng sáng này cho nên hạng 1, 2, 3, 4 đều được vòng sáng này. Ủa, cái mục tiêu vừa rồi là ban hội mới có thôi mà, cá nhân không có nha. Đúng không? Cá nhân thì không có này mà. Cá nhân thì không có mục tiêu này mà, không có mục tiêu vòng sáng này mà. À, có, vẫn có đây, xem đi này. Cá nhân vẫn có nha. Nói chung là giống như ban hội thì cũng có mục tiêu vòng sáng phải tìm nãy giờ. Ok, bây giờ chúng ta cùng trở lại với vấn đề tranh giành top ngày hôm nay. Ok, tỉnh Ngô Quốc ơi. Đợt này nếu mà hai người solo nhau là chắc chắn sẽ người có người lò vốn rồi mà.
Ôi, gà con đang có 35k. Awin đã nhảy lên đến 368k đúng không? Chỉ cách biệt khoảng hơn 15k thiệp mà thôi. Và ở đâu đó thì chúng ta đã thấy ba tăng gia lốc đã nạp 21.000 để nói cho mình hàng 3. Quá khét rồi mà. Quá khét rồi mà. Chúng ta chỉ còn những giây phút cuối cùng. Ồ, hình càng là tập 3 luôn, quá đẹp nè mày. Biết là lên nói không đây? All in. Rồi, chốt thiệp rồi. Quá đẹp nè mày. Tại All in đã lên top 1 với tương đương 368.947 thiệp. Tương đương mua với giá ở server là khoảng 1.5 xu đây. Thì tốn hết 500 tương đương là hơn 500 kim. Tương đương là 500 kim. Là hết trị giá khoảng tương đương 35 củ nè mà, 35 triệu nha em ơi. 35 triệu Việt Nam đồng để nhận lấy một cây vũ khí top 1 server. Và rất tiếc dành cho gà con với tương đương là cũng gần 35 triệu chỉ lấy cho mình được top 2. 35 triệu chỉ lấy được top 2 nè mà. Khá đáng tiếc cho gà con. Và xin chúc mừng bà Tăng Gia Lắc đã lấy cho mình top 3 nè mày. Top 3 thì phần thưởng khá có giá trị nè mày. Với 20k thiệp thì giá trị quá giá trị luôn nè mày. Với 20k thiệp thì thực sự lấy top 3 thực sự là quá giá trị luôn nè mày. Quá tuyệt vời. Ok. Và bây giờ không có gì hơn thì cảm ơn em đã theo dõi video này. Và đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ chơi. Và cũng như là chúng ta đã kết thúc top 3 hội cũng như là cá nhân của tháng 9 mùa này nè mày. Tháng này nè mày. Và chốt ban hội thì ban hát top 1, ban thiên top 2 và ban ít top 3 và ban 4 và ban anh top 4 như năm. Ban anh top 4. Và cá nhân thì chỉ có 3 người thôi. Owen top 1 tương đương gần 35 triệu và gà con top 2 cũng tương đương 35 triệu như năm ơi. Và tăng như lock top 3 quá hợp lý nè mà, quá có giá trị luôn. Nói chung là với top 3 này thực sự là phần thưởng quá có giá trị nè mà. Để mà nhận lấy top 3 thì thực sự quá ok luôn. Với top 3 này tương đương khoảng tầm hơn 25 kim. Lấy được giải thưởng top 3 thì quá hợp lý nữa mà. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video. Đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho em ơi. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Và hiện tại chúng ta đã và đang kết thúc đua top ban hội và cá nhân tháng 9 mùa này nha em ơi. Chúng ta sẽ chờ đợi đến tiếp tục mùa thì đua top tiếp theo sẽ là tháng 10 nha em, sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 10. Rồi, ok. Anh em theo dõi video đừng quên để lại cho Khải cũng như là tất cả ban hội ngày hôm nay, cũng như là tất cả anh em cá nhân ngày hôm nay like, chia sẻ mạnh nha em ơi. Và Khải sẽ thường xuyên làm video kết thúc đua top hàng tháng cho anh em xem, để anh em xem sự bất ngờ của nhiều cao thủ nạp top nha em. Ok mọi người.